Nếu bản thân con đã không muốn học thì không một cái kỷ luật nào có thể ép con học được. Chào các bạn, video của ngày hôm nay là một video Q&A và câu hỏi lần này là của Lê Nguyễn Ý Như. Năm nay em mới lên cấp 3, sức học của em có thể coi là tạm chấp nhận được chứ không thể coi là giỏi. Ấy thế mà ba mẹ em thì luôn áp đặt em phải như thế này thế khác. Em nên làm gì để ba mẹ hiểu và thông cảm hơn cho em? Em đã từng nói với họ rồi nhưng họ vẫn nghĩ là em không cố gắng hết sức. Việc họ quá hy vọng vào em như vậy thật sự làm em cảm thấy rất mệt mỏi. Ok Như, đầu tiên là em phải hiểu tại sao bố mẹ em lại hay áp đặt và so sánh em với người khác. Việc gì cũng thế, khi mà mình cảm thấy không bằng lòng ấy, thì trước tiên mình phải hiểu lý do tại sao. Khi mà mình hiểu lý do tại sao nó lại xảy ra và tại sao nó lại làm mình cảm thấy như vậy thì mình mới có thể tìm được cái hướng giải quyết. Cái việc mà bố mẹ em so sánh và áp đặt em ấy, có thể có vài lý do khác nhau. Có thể bố mẹ em rất lo cho em và cái sự lo lắng đấy nó làm cho họ muốn làm thay mọi thứ cho em, trong đấy có việc suy nghĩ. Họ muốn áp đặt em đi theo cái con đường mà họ nghĩ là ổn định và an toàn nhất, với hy vọng là cuộc sống của em sẽ bằng phẳng hơn. Cái này là vì họ xót con và họ thương em thôi. Thế nhưng mà nói theo một cách nào đấy thì sự áp đặt của bố mẹ em nó xuất phát từ cái nỗi sợ cá nhân của bố mẹ em. Ví dụ bố mẹ em không cho em đi xe máy kể cả em đã đủ tuổi. Thế thì lý do rất có thể là tại vì ngày xưa chính bố mẹ em đã bị ngã xe máy rồi và họ không thể chịu đựng được khi họ nghĩ đến cái chuyện là em có thể đi xe máy và cũng bị ngã xe như thế. Nếu mà họ tỏ ra quá gay gắt về cái điểm số của em á, thì rất có thể là vì ngày xưa họ cũng học dốt. Và vì học dốt cho nên là họ gặp phải rất là nhiều áp lực từ xung quanh. Và có thể là họ luôn có cái nỗi mặc cảm đó. Họ nghĩ là họ không có được cái sự nghiệp mà họ mong muốn vì ngày xưa họ học dốt. Thế cho nên là họ không muốn em phải có cái cảm giác như vậy. Bên cạnh cái sự áp đặt thì cái sự so sánh em với những người khác ấy, cũng là chuyện khá là thường thấy. Và có thể vì một số lý do khác nhau. Con người bản năng sinh ra đã có cái bản năng sinh tồn và cạnh tranh. Cho nên là cái việc so sánh thực ra nó là chuyện cũng bình thường thôi. Đặc biệt là khi một nhóm người lại được đặt chung vào một cái bối cảnh xã hội, ví dụ như là cùng một lớp học, cùng một nơi công sở hoặc là cùng một sân chơi thể thao. Tức là trong cái bối cảnh đó ai cũng làm chung một việc và ai cũng phải chứng tỏ mình nổi trội hơn. Thì cái việc cạnh tranh và so sánh là hết sức bình thường. Nhiều khi cái mục đích của bố mẹ em là muốn khích lệ em, là muốn gọi là so sánh để khích em lên, để em có cái cảm giác cạnh tranh hơn và em học giỏi hơn chẳng hạn. Thế nhưng mà thực ra cái cách này nó mang lại nhiều khó chịu hơn là hiệu quả. Nhưng mà bố mẹ em không biết cái điều đó. Thế nhưng mà cái động cơ của họ cũng là để khích lệ em lên thôi. Khi mà cái việc so sánh em với những người khác diễn ra quá thường xuyên và nó quá gay gắt đến mức có một cái sự hậm hực ở trong đó, thì đây không phải là vấn đề của em mà là vấn đề của cá nhân bố mẹ em. Trong cái trường hợp này thì đây là lúc em nhận ra là bố mẹ em cũng là người và cũng không có hoàn hảo. Bố mẹ em có một cái sự tự ti mặc cảm gì đó về bản thân họ. Và cái sự mặc cảm này nó đã dằn vặt họ trong một thời gian dài rồi. Khi mà sinh ra em á, thì họ lấy em làm động lực. Và họ lấy cái thành tích của em làm cái sự tự tin của họ luôn. Tức là những cái thành tích của em chính là thứ để giúp họ tự tin hơn trong cộng đồng của họ. Và họ cảm thấy rất là tự ti nếu như mà em không đạt được những cái thành quả mà họ mong muốn. Tuy nhiên tất cả những cái này cũng chỉ là gợi ý thôi, không phải là khẳng định chung cho tất cả mọi người. Tại vì chị không biết cụ thể hoàn cảnh gia đình em như thế nào, có khá giả hay không, có nhiều truyền thống học hành hay không, có nhiều anh chị em bạn gì hàng xóm láng giềng hay không, đại khái vậy. Tại vì mỗi hoàn cảnh mỗi khác. Nhưng mà nếu mà em muốn bố mẹ em hiểu và thông cảm cho em ấy, thì việc đầu tiên em cần làm là hiểu và thông cảm cho bố mẹ em trước. Mình phải hiểu tại sao bố mẹ mình như vậy để mình có cái cách cư xử hợp lý và bao dung hơn. Và cái cách hành xử đó như thế nào thì để chị gợi ý cho em nhé. Việc đầu tiên em cần làm là em cần phải giải thích cho mình. Tức là em cần có một mục tiêu tích cực cho bản thân. Tất nhiên là em còn ít tuổi và cái mục tiêu này sau này nó còn thay đổi nhiều. Thế nhưng mà cái mục tiêu hiện tại của em luôn luôn phải hướng đến một cái nghề cho bản thân em. Ví dụ trong tương lai em muốn thi vào trường XYZ để sau này làm cái nghề XYZ, em cần phải giải thích với bố mẹ em là ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu, và bản thân con cũng đang rất cố gắng để thi vào trường XYZ, tại vì về sau con muốn làm nghề XYZ, tại vì mục tiêu trong cuộc sống của con là được làm cái nghề XYZ để sống cho con, chứ không phải mục tiêu trong cuộc sống của con là điểm cao hơn, là học giỏi hơn, là nhiều tiền hơn, con bác A, con bác B. Ví dụ có một lần khi mà chị học cấp 3, chị cảm thấy quá căng thẳng vì bị chất vấn về cái chuyện điểm số học hành ấy. Chị đã nói với bố mẹ chị là như vậy: con biết là ba mẹ muốn tốt cho con, muốn con học giỏi, thế nhưng mà thực sự là nếu bản thân con đã không muốn học thì không một cái kỷ luật nào có thể ép con học được. Kể cả ba mẹ có ấn đầu con vào quyển sách nguyên một đêm thì chỉ có bản thân con là người có thể quyết định có cho cái chữ nào trong cái quyển sách đó vào đầu hay không. Thực sự bản thân con cũng có cái mục tiêu và cũng có cái sự cố gắng của con. Thế cho nên là nếu mà con nói là con đang cố gắng thì ba mẹ nên tin con. Kể từ đó thì ba mẹ chị không nói gì về chuyện điểm số nữa, và kết quả từ đấy đến giờ cũng không quá tệ. Chị có một bằng đại học, sau đó thì chị quyết định đi làm, rồi chị quyết định đi học cao học, và bây giờ chị quyết định làm cái nghề mà chị làm ngày hôm nay. Và cuộc sống của chị cũng khá ổn và chị cảm thấy rất là ok với cuộc sống của mình. Tức là em cần phải xác định cái mục tiêu riêng của em và em cần phải giải thích cho bố mẹ em. Thế nhưng mà hãy chuẩn bị tâm lý cho cái việc bố mẹ em sẽ không thay đổi. Đâu phải ai cũng có thể mở rộng lòng và đặt mình vào thế giới quan của người khác và chấp nhận một điều là mình không phải luôn luôn đúng đâu em. Rồi sau này em sẽ thấy trong cuộc sống này, khi mà các cái mâu thuẫn nó xảy ra thì đôi khi việc duy nhất em cần làm là thay đổi bản thân mình, chứ không phải là tìm cách thay đổi người khác. Bây giờ em vẫn còn đang được bố mẹ nuôi cho nên là rất là khó để em có thể hiểu được cái điều chị vừa nói. Thế nhưng mà ngày hôm nay em hãy cứ cố gắng đi. Em phải cố gắng để hướng tới một ngày em trở nên độc lập về tài chính và độc lập về tinh thần. Đến lúc đó em sẽ không hối hận đâu, đến lúc đó em sẽ hiểu được cái điều chị nói. Ngày hôm nay em chỉ cần cố gắng hết sức mình và tập trung để một ngày nào đó mình có cái nghề của mình, mình kiếm được thu nhập từ nó, mình yêu thích nó và mình sống tử tế với người khác. Và em không thể nào mà sống tử tế với người khác khi em không bao dung với chính bố mẹ em được. Bởi vậy thôi thì mình cứ cố gắng cái phần của mình, và nếu mà bố mẹ có gì gay gắt quá, có gì chưa đúng thì thôi mình bỏ qua. Cái sự khó chịu của em, cái sự ức chế của em thì em hãy dùng nó làm cái động lực để cố gắng sau này mình tự chủ về kinh tế, mình tự chủ về tinh thần, thì đến lúc đấy sẽ không còn ai áp lực em nữa. Hy vọng là các bạn thích video vừa rồi. Cái chuỗi video Q&A này là để mình trả lời câu hỏi của các bạn gửi qua web. Gửi câu hỏi qua link này cho mình nhá, và rất có thể mình sẽ lựa chọn câu hỏi của bạn để viết blog hoặc là làm video trả lời như thế này. Cái link này mình cũng sẽ để ở dưới cái phần description luôn. Bình thường thì lượng câu hỏi rất là nhiều mà mình lại chỉ có 2 tay 2 chân thôi, thế cho nên là không thể trả lời được hết, các bạn đừng giận nhá. Và các bạn có thể hỏi trực tiếp mình nếu mà các bạn livestream cùng mình vào 8 giờ mỗi tối thứ Bảy hàng tuần. Đừng quên subscribe nữa, tại vì mình sẽ quay lại với nhiều video nữa vào Chủ nhật hàng tuần. Mình rất cảm ơn bạn đã dành thời gian xem video của mình và xin chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ.